Các con của các bố đã chào con chưa? Các bố khó tính quá. Chào các bố mà các bố chả đáp lời. Vâng. Mấy tí càng thế. Tôi có đây. Tình yêu từ gia đình có thể giúp ta choàng tỉnh, dù giấc mơ có khủng khiếp đến mấy. Tiếng cụm ly trên bàn nhậu có thể khiến quãng đường về nhà của ta xa hơn, hoặc không bao giờ. Liệu có xứng đáng để chúng ta đánh đổi hay không?